Phật nói nhân quả ba đời. Một hôm, tôn giả Ananda ở trên hội Linh Sơn cùng với 1250 đại tỳ kheo hội. Khi ấy, Ananda tôn giả chắp tay đảnh lễ Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi quỳ xuống thưa thỉnh Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn rằng: Bạch Thế Tôn, đến thời mạt pháp, tất cả chúng sanh ở cõi Nam Diêm Phù Đề, nhiều kẻ sinh niệm chẳng lành, không kính tam bảo, không trọng cha mẹ, không có tam căn, năm diện rối loạn, nghèo khó, thấp hèn, sáu căn chẳng đủ, trọn ngày sát sanh hại mạng, cho đến nghèo, giàu sang, hèn, không đồng nhau. Do nhân duyên quả báo gì khiến nên như thế? Cúi xin Đức Thế Tôn từ bi vì chúng con giải thích mọi sự việc. Phật bảo A Nan cùng các đại đệ tử: lành thay, các ông hãy lắng nghe, ta sẽ vì các ông mà giải thích rành rẽ. Tất cả nam nữ ở thế gian, giàu sang hay nghèo hèn, chịu khổ vô cùng hoặc hưởng phước vô lượng đều do nhân duyên từ đời trước mà cảm quả báo. Cho nên tất cả chúng sanh trước phải hiếu kính cha mẹ, kế đó phải tin trọng ngôi tam bảo. Thứ ba, nên bỏ giới sát mà phóng sanh. Và thứ tư, cần ăn chay bố thí mới có thể gieo giống ruộng. Phật liền nói bài kệ nhân quả rằng: Giàu sang đều bởi mạng, đời trước có tu nhân, ai thọ trì kinh này, đời đời hưởng phước lộc. Thiện nam tín nữ nghe ta nói, suy nhớ kinh nhân quả ba đời. Nhân quả ba đời việc chẳng nhỏ, Phật nói lời thật, chớ chê khinh. Đời nay làm quan do nhân gì, kiếp trước vàng rồng thếp tượng Phật. Đời nay hưởng phước bởi nhân xưa, đai vàng áo tía cầu nơi Phật, vàng trang nghiêm Phật trang nghiêm mình, làm đẹp Như Lai đẹp từ thân. Đừng báo làm quan là chuyện dễ, không tu phước ấy đến từ đâu. Cưới ngựa ngồi kiệu do nhân gì, kiếp trước làm cầu bồi đắp lộ. Do nhân duyên gì mặc gấm vóc, đời trước thí áo giúp tăng ni. Có ăn có mặc do nhân gì, xưa giúp kẻ nghèo cho ăn uống. Ăn mặc thiếu thốn bởi nhân chi, kiếp trước một nửa không xả thí. Lầu cao nhà lớn do nhân gì, xưa lên chùa am cúng thí gạo. Phước lộc đầy đủ do nhân gì, xưa lập chùa am cất nhà mát. Tướng mạo xinh đẹp do nhân gì, đời trước qua tươi cúng dường Phật. Thông minh trí tuệ do nhân gì, kiếp trước ăn chay thường niệm Phật. Người thấy vui mừng do nhân gì, xưa kết duyên lành cùng đại chúng. Chồng vợ bền lâu do nhân gì, đời trước tràng phan nghiêm cúng Phật. Cha mẹ song toàn do nhân gì, đời trước kính trọng người cô độc. Không cha mất mẹ do nhân gì, kiếp trước là người đánh bẫy chim. Con cháu đông nhiều do nhân gì, đời trước mở lòng thả chim thú. Nuôi con không được do nhân gì, xưa sanh con gái dìm cho chết. Đời nay không con do nhân gì, kiếp trước bẻ gãy hại trăm hoa. Đời nay sống lâu do nhân gì, kiếp trước mua vật phóng sanh nhiều. Đời nay mạng yếu do nhân gì, kiếp trước xẻ thịt giết chúng sanh. Đời nay không vợ do nhân gì, kiếp trước tham mưu gian vợ người. Đời nay ở quá do nhân gì, kiếp trước buông lung khinh rẻ chồng. Làm thân tôi đồi do nhân gì, kiếp trước quên ơn cùng phụ nghĩa. Đời nay mắt sáng do nhân gì, kiếp trước cúng dầu đốt đèn Phật. Đời nay đuôi mù do nhân gì, kiếp trước chỉ đường chẳng phân minh. Môi miệng sức thiếu do nhân gì, kiếp trước thổi tắt đèn cúng Phật. Đời nay câm điếc do nhân gì, xưa từng ác khẩu mắng cha mẹ. Đời nay lưng gù do nhân gì,
Kiếp trước chê cười người lấy Phật, tai bị cong quẹo do nhân gì? Đời trước đều là người tạo nghiệp, chân bị co rút do nhân gì? Kiếp trước ngăn đường đánh cướp người, làm thân trâu ngựa do nhân gì? Xưa thiếu nợ người không chịu trả, đọa làm heo chó do nhân gì? Kiếp trước lừa gạt phỉnh hại người, đời nay nhiều bệnh do nhân gì? Xưa đem rượu thịt bày cúng Phật, đời nay không bệnh do nhân gì? Xưa thí thuốc mang cứu bệnh nhân, hằng bị lao tù do nhân gì? Kiếp trước làm ác chẳng nhượng người, đời nay chết đói do nhân gì? Kiếp trước thường lấp hang rắn chuột, bị thuốc độc chết do nhân gì? Kiếp trước giăng lưới giết hại cá, nối trôi cơ khổ do nhân gì? Ác tâm lấn hiếp mưu hại người, đời nay lùng bé do nhân gì? Kiếp trước xem kinh để dưới đất, nay thường thổ huyết do nhân gì? Xưa ăn thịt rồi đi tụng kinh, đời nay ngu điếc do nhân gì? Kiếp trước tụng kinh chẳng lắng nghe, ghẻ lát phong điên do nhân gì? Xông hơi thịt cá trước bàn Phật, thân có mùi hôi do nhân gì? Xưa bán hương thơm trọn dối dạng, đời nay chết treo do nhân gì? Kiếp trước đem dây săn bẫy thú, quan quả cô độc do nhân gì? Xưa thường ganh ghét hiềm mắng người, xét đánh lửa thiêu do nhân gì? Cân non già thiếu lòng gian xảo, rắn cắn cọp ăn do nhân gì? Kiếp trước gây oan tạo đối đầu, muôn việc mình làm lại mình chịu, thọ khổ địa ngục oán trách ai? Đừng nói nhân quả người không thấy, xa trả con cháu gần trả mình. Chỉ nhìn trước mắt người hưởng phước, xả tình bố thí với trì trai. Kiếp trước tu nhân nay hưởng quả, đời nay tu tích để về sau. Nếu ai quỷ bán kinh nhân quả, kiếp sau đọa lạc mất thân người. Kẻ nào thọ trì kinh nhân quả, chư Phật Bồ Tát đều chứng minh. Kẻ nào biên chép kinh nhân quả, truyền đời tu học đạo nhà hưng. Ai mà mang đội kinh nhân quả, tài hung hoạnh hòa chẳng vào thân. Nếu người giảng nói kinh nhân quả, đời đời kiếp kiếp được thông minh. Kẻ nào đề xướng kinh nhân quả, đời sau người thấy sanh cung kính. Người nào ấn tống kinh nhân quả, kiếp sau sẽ được thần đế vương. Theo kinh nhân quả hỏi đời trước, chính sự thọ hưởng của đời nay. Theo kinh nhân quả hỏi đời sau, chính sự gây nhân của kiếp này. Nếu như nhân quả không cảm ứng, do đâu một liên cứu được mẹ? Người nào tin sâu kinh nhân quả, đồng sinh Tây Phương cõi cực lạc. Nhân quả ba đời nói không hết, thiên long chẳng bỏ ý người lành. Nếu ngồi tam bảo ruộng phước lớn, nhân tu tuy một hướng muôn ngàn. Gới kho bền chắc không hư mất, nhiều đời thọ dụng phước vô cùng. Muốn biết nhân đời trước, xem sự hướng đời nay. Muốn biết quả đời sau, xem việc làm kiếp này.